Chương trình phát sóng niềm tin sẽ được phát sóng vào lúc 19:30 vào lúc 20:30 trên kênh TV7 chương trình âm nhạc của tôi với chủ đề giai điệu đam mê. Chương trình được dàn dựng công phu cùng với các ca sĩ nhóm Mỹ Tâm, Đan Trang, Trà My Ido, Nina Nayo, La Thanh, Trà Thế Trơn. Đây thực sự là một buổi tiệc âm nhạc hoàn toàn thể đối với các khán giả yêu nhạc. Trước khi chia tay đối với chương trình nhất thì nội dung các chương trình truyền hình được phát sóng tối hôm nay và đàn sáng ngày mai. Anh ơi, anh Lộc đi, về nhà Lộc anh đi. Về nhà anh. Đi. Bì vậy hai ngày không? Đi về nhà anh đi. Anh. Sao anh vậy? Anh. Anh ở đây ở. Anh Minh. Đi về nhà. Đi ăn bao nhiêu? Một trăm.